Cô gái dân tộc Dày phá kỷ lục SEA Games. Đây chưa phải thành tích tốt nhất của tôi. Chiều ngày 20 tháng 5, đô cử Hoàng Thị Duyên đã săn vàng thành công cho cử tạ Việt Nam ở hạng cân 59kg dành cho nữ. Cô đã phá kỷ lục SEA Games mà bản thân đã thiết lập trước đó ở nội dung cử giật. Ở nội dung cử đẩy, Hoàng Thị Duyên đạt thành tích 108kg sau 3 lần cử, nâng tổng cử của cô lên mức 204kg. Nhờ đó, Duyên đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games ở hạng cân 59kg dành cho nữ tại đại hội trên sân nhà. Tại SEA Games 31, Hoàng Thị Duyên ở thời kỳ đỉnh cao phong độ với thành tích tổng cử là 204kg. Tấm huy chương vàng lần này là kết quả của nỗ lực vượt chấn thương dai dẳng của nữ đô cử người dân tộc Dày. Chia sẻ với truyền thông về thành tích vừa giành được, đô cử Hoàng Thị Duyên nói: "Đây là một kỳ SEA Games đặc biệt khi tôi được cả gia đình cùng người hâm mộ nước nhà tới cổ vũ và động viên. Nếu không bị chấn thương thì có lẽ kết quả thi đấu của tôi sẽ tốt hơn nữa. Giành huy chương vàng trên chính quê hương rất giá trị và ý nghĩa, nhưng tôi vẫn có cảm giác tiếc nuối vì mình có thể làm tốt hơn để chinh phục được bản thân, hướng tới những sân chơi quốc tế lớn trong thời gian tới." Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để theo dõi những thông tin mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.